Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác chính phủ và doanh nghiệp Bulgaria tại Việt Nam, đã diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Bulgaria. Hơn 20 doanh nghiệp Bulgaria và đông đảo doanh nghiệp trong nước đã trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác tại diễn đàn. Tại diễn đàn, thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều đạt hơn 55 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam đi Bulgaria đạt khoảng 21,6 triệu đô la Mỹ. Trong hợp tác đầu tư, Bungary đứng thứ 65 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Với chính dự án FDI còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký khoảng 31 triệu đô la Mỹ. Những kết quả hợp tác thương mại và đầu tư trên còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Do đó, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị doanh nghiệp hai nước cần quan tâm nhiều hơn đến việc khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư qua các cuộc tiếp xúc, hội thảo, hội trợ quốc tế khi đã có nhiều thông tin thị trường các doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh và đầu tư vào thị trường của nhau